Khang huynh là nói, vị trí động phủ của công tôn Mộc kia là một nơi gọi là Nguyên đỉnh sơn. Không sai, đỉnh núi đó nhìn từ phía xa giống như một bảo đỉnh vậy. Cho nên được người quanh đó gọi là Nguyên đỉnh sơn. Mà Nguyên đỉnh sơn này chính là thế lực trong phạm vi của liệt hỏa điện. Lúc trước ta từng tự mình đi do thám, tiếc là cấm chế của động phủ công tôn Mộc đó, không phải thứ mà một võ giả hư vương cảnh tầng 3 có thể một mình phá ra được, cuối cùng chỉ có thể mất hứng quay về. Khang huynh Nguyên đỉnh sơn vậy mà lại thuộc phạm vi của liệt hỏa điện, vậy chúng ta đến lúc đó cũng phải cẩn thận hành sự mới được, nếu không bị người của liệt hỏa điện phát hiện sẽ không dễ xử lý. Dương huynh cứ yên tâm đi, lúc trước ta đã tìm bằng hữu nghe ngóng qua rồi, liệt hỏa điện đến nay đã không thể tự chống đỡ, làm gì có công phu mà quản chúng ta nữa chứ? Lời này nghĩa là sao? Dương huynh có lẽ đã nghe nói qua, việc la điện chủ của liệt hỏa điện đã ngã xuống ở Ngọc Thanh Sơn rồi chứ? Nào chỉ ngay qua, khi đó nếu không phải ta trốn nhanh, chắc chắn sẽ chôn chung với La điện chủ đó rồi. La điện chủ ngã xuống, Liệt Hỏa Điện đến nay là một vũng lầy, trong điện còn lại hai vị phó điện chủ đến nay đang bận tranh quyền đoạt lợi. Tin tức đáng tin không? Đương nhiên đáng tin, chưa nói đến bọn họ đến nay đang bận tranh quyền đoạt lợi, hơn nữa Nguyên đỉnh sơn kia vốn đã nằm ở nơi biên giới thế lực của Liệt Hỏa Điện, cực kỳ hoang vu, lúc trước khi ta đến do thám, đến một bóng người cũng không có cho nên dương huynh không cần lo lắng quá như vậy thì tốt ba ngày sau đó chính là nguyên đỉnh sơn sao không tồi không đúng khang trưởng quỹ bên đó không giống lời ngươi nói hình như rất náo nhiệt đây là chuyện gì vậy chứ ngươi là đệ tử của liệt hỏa điện nơi này chính là phạm vi thế lực của liệt hỏa điện ta bằng hữu trên thuyền mời xuống gặp một chút xin hỏi hai vị bằng hữu có phải đến vì nguyên đỉnh sơn này không không sai, lẽ nào hành động bị lộ rồi. Nếu như đều đến vì Nguyên Đỉnh Sơn, vậy thì đi theo ta đi. Đã tới thì an tâm ở lại, chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Mên và Khang tư nhiên theo hắn ta đi xuống bên dưới. Từ trên Nguyên Đỉnh Sơn, một luồng khí đang cuồn cuộn phóng lên trên. Thơm quá đi, đây là gì vậy? Hai vị lễ nào không phải vì mùi hương lạ này thu hút đến đây sao? Chính là vì vậy, chỉ là vẫn luôn không biết mùi hương lạ này rốt cuộc là gì, cho nên mới đến gần xem thử. Hey hey, mùi hương lạ này do thứ gì tạo nên, ta cũng không biết nữa, chỉ là nghe Tông Điện Chủ và Liêm Điện Chủ nói, đây có lẽ là dấu hiệu dị bảo sắp xuất thế. Tông Điện Chủ và Liêm Điện Chủ chính là hai vị phó điện chủ lúc trước của Liệt Hỏa Điện, một người là Tông Thanh, một người là Liêm Vu Minh. Hồi bẩm hai vị điện chủ, lại có hai người bị dị tượng của Nguyên Đỉnh Sơn thu hút đến đây đạo nguyên cảnh liệt hỏa điện phó điện chủ tông thanh đạo nguyên cảnh liệt hỏa điện phó điện chủ liêm vu minh đến cũng đến rồi đưa sang một bên sắp xếp là được dạ à. hai người này chính là tông thanh và liêm vu minh tông tử tấn hắn cũng ở đây như vậy xem ra tông tử tấn cùng tông thanh này rất có khả năng có quan hệ huyết thống thậm chí là phụ tử cũng không chừng các ngươi đợi ở nơi này nếu như có hành động sẽ thông báo với các ngươi đợi một chút còn có việc gì sao là thế này bằng hữu, ta muốn hỏi một chút, đến nay ở đây là tình hình gì vậy? Có tiện giải thích với ta một chút không? Dễ thôi dễ thôi. Nội bộ Nguyên Đỉnh Sơn này cũng không biết làm sao nữa, vậy mà lại xuất hiện một động phủ tiền nhân, nếu không phải mùi hương lạ này bay ra, chỉ sợ vẫn không có ai biết hết. Ngươi xem, hai vị điện chủ của chúng ta và mấy vị đệ tử tinh nhuệ trong phủ đều đã đến nơi này, đều là đến vì động phủ tiên nhân này. Động phủ tiên nhân? Vậy mà lại phát hiện ra động phủ tiên nhân, Vậy liệt hỏa điện các ngươi vì sao không một mình do thám, không chỉ không ngăn cản các võ giả tìm đến, ngược lại còn nghênh tiếp chúng ta như vậy, này là vì sao chứ? Nếu như có thể tự mình do thám, ngươi nghĩ còn có việc gì của người khác nữa? Cấm chế của động phủ này, giống như được một vị đế tôn cảnh cường giả để lại. Lực cấm chế mặc dù đã cách biệt rất nhiều năm tháng, cũng vẫn mạnh vô cùng, tất cả tinh nhuệ của liệt hỏa điện của chúng ta tập trung lại, lại chẳng làm gì được cấm chế này cho nên chỉ có thể mượn sức mạnh bên ngoài thôi. Thì ra là vậy. Sao có thể chứ? Cấm chế đó mặc dù lợi hại, nhưng cũng không đến mức làm khó được đạo nguyên cảnh cường giả chứ. Theo như người nói, quý điện là có ý muốn mượn sức mạnh bên ngoài của chúng ta để mở ra cấm chế. Này là đương nhiên, người nhiều sức mạnh lớn mà. Việc này ta không có ý kiến gì, chẳng qua là nếu như thật sự phá giải được cấm chế, đồ bên trong phải phân chia thế nào. Việc này thì ta không rõ, đây là việc hai vị điện chủ phải phiền lòng. Được rồi, nói đến đây thôi, bằng hữu ngươi cứ yên tâm đi. Thật không ngờ rằng mọi việc đã trở nên thế này. Nếu như biết sớm vậy, chúng ta nên đến sớm hơn chút. Đến sớm đến muộn cũng không khác biệt gì hết, nếu như hai vị đạo nguyên cảnh đích thân ra tay cũng không phá được cấm chế, dựa vào sức lực của hai người chúng ta, chỉ sợ cũng không thể làm gì được. Cục diện hiện giờ mặc dù có biến cố, nhưng cũng không nhất định không có lợi. Lời này của Dương Huynh là sao? Năm đó thứ mà hậu nhân của nô bộc của công tôn mộc giao cho Khang Huynh có thể nắm được lộ tuyến trong động phủ, điều này có lợi. Không sai, thứ trong tay ta có giá trị không nhỏ. Người cũng đông đủ rồi, bắt đầu đi. Chư vị bằng hữu chắc là cũng bị dị tượng thu hút đến đây, đã để chư vị cực khổ ở đây lâu như thế rồi. Tại hạ phó điện chủ liệt hỏa điện Tông Thanh, chắc là có không ít người nhận ra ta. Đại danh của Tông Phó Điện Chủ, ta đương nhiên là biết, chỉ là tông phó điện chủ, dám hỏi ngươi tụ tập chúng ta ở đây, rốt cuộc là vì chuyện gì, trong nguyên đỉnh sơn này có những minh đường gì. Trong nguyên đỉnh sơn này rốt cuộc có minh đường gì, thực ra tông mỗ cũng không rõ lắm, chỉ biết trong đó có một động phủ tiên nhân, hơn nữa hình như còn là động phủ cường giả đế tôn cảnh lưu lại. Động phủ cường giả đế tôn cảnh, vậy mà lại ở trong nguyên đỉnh sơn. Trước đây nơi này hoang vu, ta đã đi qua đây rất nhiều lần rồi, sao lại không nghĩ tới thăm dò một phe nhỉ? Thật sự là lỗ to rồi động phủ này trước đó liệt hỏa điện ta đã từng khám phá mặc dù phá giải được hai tầng cấm chế phía trước nhưng lại không có cách gì phá được tầng cấm chế cuối cùng vì thế cũng chỉ có thể mượn sức của chư vị bằng hữu thôi thì ra hai tầng cấm chế phía trước đã được phá giải rồi động phủ của cường giả đế tôn cảnh có thứ gì thì chắc trong lòng các vị đã biết mà từ những dị tượng này cực kỳ có khả năng là một linh thảo diệu dược sắp chín tông điện chủ ta muốn hỏi một chút nếu như phá giải được cấm chế thứ bên trong nên phân chia như nào. Liệt hỏa điện của ngươi có cường giả chấn thủ, nếu như muốn ra tay tranh đoạt, ta lại không có cơ hội trả đòn. Tông mỗ có thể đảm bảo, đồ tốt bên trong ai có được thì là của người đó, tông mỗ và liêm huynh tuyệt đối sẽ không ra tay với bất kỳ ai trong các ngươi. Không sai, tông phó điện chủ, chỉ riêng câu này của ngươi, làm sao chúng ta tin ngươi được. Nếu như vị bằng hữu này không tin tông mỗ vậy ngươi có thể đi rồi. Tông phó điện chủ thứ tội, tại hạ vừa lỡ lời rồi, nếu hai vị tông chủ đã đảm bảo, vậy ta đương nhiên sẽ tin hai vị. được, nếu chư vị đều không có ý kiến gì nữa, vậy chúng ta chuẩn bị ra tay đi. có điều phải nói trước, đợi lát nữa lúc phá giải cấm chế, ai dám đục nước béo cò, thì đừng trách tông mẫu vô tình. bây giờ sẽ do lão phu giảng giải cho các ngươi về đặc tính của cấm chế. cấm chế của động phủ tiên nhân này gồm có ba tầng, phá giải tầng thứ nhất và tầng thứ hai không hề khó, nhưng tầng thứ ba lại không thể nào phá giải nhưng tầng thứ nhất và tầng thứ hai đã phá giải trước đó nhanh chóng khôi phục lại lát nữa đệ tử của liệt hỏa điện sẽ phá giải tầng thứ nhất và tầng thứ hai đã khôi phục trước đó mà chư vị bằng hữu sẽ liên thủ cùng ta và tông huynh phá giải tầng thứ ba chư vị có ý kiến gì không không có ý kiến có điều liêm phó điện chủ phương pháp phá giải này có cần chú ý gì không lẽ nào mọi người chỉ cần ra sức tấn công cấm chế là được ra sức thì là ra sức nhưng không thể chỉ ra sức không bắt buộc phải mượn uy lực của bí bảo mới thành là thế này, trong tay lão phu có một bí bảo, đúng lúc có thể dùng nó. Bí bảo đạo nguyên cấp. Không sai, con dao này của lão phu có một đặc tính, truyền vào sức mạnh càng lớn thì phát huy được lực sát thương càng mạnh, lát nữa các vị truyền sức mạnh của bản thân vào, con dao này là được. Thì ra Liêm Phó điện chủ còn có bí bảo có đặc tính kỳ lạ như vậy, vậy lần này phá giải cấm chế chắc không có vấn đề gì rồi. Dương huynh, đợi lát nữa hành sự cần phải cẩn thận, ta cứ cảm thấy sự tình có gì không đúng lắm. Người của Liệt Hỏa Điện không dễ nói chuyện như thế đâu, đợi lát nữa hành sự cẩn thận. Được rồi, nếu đã không có vấn đề gì, vậy theo lão phu đi. Đây chính là lối vào, chúng đệ tử của Liệt Hỏa Điện, ra tay đi. Tình huống gì thế? Sức mạnh của những người này hình như liên kết lại với nhau, vậy mà khiến hắn tấn thăng trực tiếp từ hư vương cảnh tầng 3 lên đạo nguyên cảnh. Cấm chế tầng 1 tầng 2 bị phá giải rồi, còn thiếu tầng 3 nữa. Ra tay! chư vị cùng ta ra tay. Tông Thanh và Liêm Vu Minh đã truyền nguyên lực vào bí bảo phá cấm chế. Đủ rồi, mọi người lùi về phía sau. Vu Minh phóng thẳng con dao về phía tầng cấm chế thứ ba. Nhưng vẫn không làm sức mẻ chút nào tới cấm chế. Chuyện gì thế? Vậy mà vẫn chưa bị phá giải. Cha, cấm chế tầng thứ hai bắt đầu khôi phục lại rồi. Ta tự có mắt. Chư vị thành bại đều thuộc vào lần này, không thể nào phá được cấm chế tầng thứ ba, chúng ta vĩnh viễn cũng không thể tiến vào, các người vẫn còn muốn giấu đi thực lực sao. Một trong những người không ra sức, hắn nói rất đúng, nếu như không dùng hết sức, thì sẽ không vào được, vậy chuyến này là phí công rồi. Tông mẫu cũng giống như các ngươi đều muốn nhìn xem bên trong là bảo vật gì, cho nên mong chư vị đừng giữ sức nữa. Đám võ giả nghe vậy cùng tập trung sức mạnh vào. Chư vị ra sức giúp đỡ, lão phu dù phải liều cái mạng này cũng phải phá được cấm chế này ra. Lão ta dùng thêm tinh huyết thúc động lên bí bảo, còn chưa xong đâu. Cấm chế đã được phá tan, thành rồi. Đám võ giả thấy vậy thì ồ ạt lao vào. Người của Liêm Vu Minh và Tông Thanh Sao lại lùi về sau chứ? Bên thấy lạ vội ngăn khang tự nhiên lại, đừng qua đó. Từ bên trong hang động, một thứ gì đó phóng thẳng tới đám người đang tập trung đông nhất. Đã xảy ra chuyện gì vậy? đòn vừa rồi đã khiến không ít người bỏ mạng sau khi cấm chế phá giải quả nhiên vẫn còn bẫy khác may mà sớm đã có phòng bị nếu không thì cấm chế đã mở tiến vào đi mặc dù sớm đã biết người của liệt hỏa điện sẽ không dễ nói chuyện như vậy nhưng không ngờ rằng bọn họ lại mượn đao giết người qua cầu rút ván cửa vào này lại không thể nào mở ra trong thời gian dài khang huynh vào hay là không khang huynh dương huynh về trước đi một mình ta tiến vào chuyến này lành ít giữ nhiều dương huynh không cần vì ta mà phải bỏ mạng dương huynh từ lúc nào mà có gì đợi ra ngoài rồi nói giải quyết phiền phức trước mắt trước đã không ngờ rằng lại có người theo vào thật hai vị là muốn giải quyết nhanh gọn với chúng ta hay là ngồi xuống từ từ nói chuyện để giết thời gian nào các hạ nói như vậy là không định để chúng ta tiến vào rồi lệnh của hai vị phó điện chủ tại hạ không dám không nghe theo bằng hữu cũng đừng làm khó ta dù gì vừa rồi cũng vừa hợp lực phá giải cấm chế cũng coi như có chút tình cảm ăn cháo đá bát thủ đoạn của liệt hỏa điện hay lắm nếu khang mỗ bắt buộc muốn tiến vào thì sao nếu như các ngươi đã quyết tâm đi vào vậy thì đừng trách sư huynh đệ ta vô tình đợi đã hừ giờ trò hả tên béo hít một hơi thổi ra một con rồng lửa về phía hai người dương huynh chúng ta cùng nhau lên Khang tự nhiên dùng gậy giao chiến với tên gầy. Hai người họ đã bắt đầu va nhau. Khang trưởng quỹ cẩn thận. Nhìn đâu vậy? Tên béo thấy mên mất cảnh giác lao tới tấn công. Hắn ta lướt qua đã không nhìn thấy mên đâu nữa. Cứ vậy mà chết rồi sao? Vực trường. Sao có thể chứ? Mên lướt qua người tên béo với một đường kiếm. Pháp tắc. Nói xong câu đó, thủ cấp của hắn đã lìa khỏi thân ngươi vậy mà lại dám giết sư huynh ta giết thì đã sao chứ tiếp theo là đến lượt ngươi rồi khang huynh không cần thủ hạ lưu tình nữa trường kiếm trên tay dương huynh là bí bảo đạo nguyên cấp đúng không đúng vậy dương huynh vậy mà có thể điều động được lực pháp tắc xem ra cách phổ thăng cũng không còn xa nữa thật khiến khang mỗ ngưỡng mộ khang huynh cũng không cần lo lắng chỉ cần tìm được đạo nguyên đan ở nơi này còn sợ gì không thể phổ thăng nữa chứ đi thôi đã đến lúc vào trong xem thử rồi. Hết đường rồi. Dương huynh, đây là chuyện gì vậy? Một đường này xem ra không có lối rẽ, người của Liệt Hỏa Điện lẽ ra cũng phải đến nơi này rồi. Nhưng đến giờ lại không thấy bóng dáng đâu, lẽ nào nơi này có trận pháp? Khang huynh, ta kiểm tra gian thạch thất này, ngươi xem một chút lộ tuyến đồ, xem có thể tìm được đường ra không? Được. Thạch thất không lớn, nếu như nói trong thạch thất này có gì đáng nghĩ, vậy thì chỉ có những thạch đỉnh này thôi. Dùng thần niệm tra xét cũng không tra ra được điểm gì kỳ quái. Mên chạm tay vào một chiếc thạch đỉnh gần đó. Ừ. Cả cơ thể của Mên đã rơi vào hư không thông đạo. Dương huynh, thạch đỉnh này có lẽ đều là cơ quan, nói như vậy, người của Liệt Hỏa Điện có lẽ cũng rơi vào cái bẫy như vậy rồi, cho nên trong thạch thất phía trên mới không có ai. Tiếng gì vậy? Một phiến đá đã xuất hiện trước mặt Mên. Đây là truyền tống pháp trận. Sức mạnh hỏa hệ rót vào pháp trận thì được kích hoạt. Đây rõ ràng là truyền tống pháp trận, tại sao lại cần rót vào sức mạnh hỏa hệ? Ý nghĩa là gì? Nên chờ thêm. Trước đó kích động vào cơ quan thạch đỉnh rơi xuống, Khang Tự Nhiên chắc chắn nhìn thấy rồi, với tâm tính của hắn, chắc sẽ không mặc kệ ta đâu, đợi hắn xuống rồi cùng hành động. Qua bao lâu vậy rồi, cũng không thấy tung tích của Khang Tự Nhiên, hắn sợ là đã rơi xuống thạch thất khác rồi. Có thể ở đây không chỉ có một gian thạch thất nếu không cũng sẽ không đến bây giờ cũng không thấy một đệ tử của liệt hỏa điện nào. Đã không chờ được Khang Tư Nhiên, đành phải đi một mình vậy. Nói không chừng hắn đã đợi ta ở nơi tiếp theo rồi. Lại là một gian thạch thất. Đây rốt cuộc là nơi nào đây? Mên tiến tới phiến đã chính giữa phía trước. Những dược tài này đã tồn lưu ở đây mấy nghìn năm mà không bị thối rữa, nhìn như vừa mới được hái về vậy. Hơn nữa những dược tài này đều cực kỳ hiếm, đa phần đều không biết. Lần này là cái gì đây? Trong số đó chọn ra 15 loại dược thảo có độc, trận pháp sẽ được kích hoạt. Chọn ra 15 loại, tất cả dược tài cộng lại mới có 25 loại, nói cách khác, trong số dược tài này có quá nửa đều là có độc. Chủ nhân của động phủ này rốt cuộc là muốn làm gì? Mặc kệ đi bỏ những thứ ta biết ra đã. Tuy không nói chọn sai thì có hậu quả gì, nhưng một khi chọn sai, hậu quả thế nào nghĩ thôi là biết. Cây Thiên Tâm Lan này có độc cây uế âm thảo này cũng vậy. Ba cây này ta đều biết, còn lại thì. Hự, khí vị này. Mấy cây này nếu đoán không nhầm, thì cũng có độc. Không động đến bất kỳ cấm chế nào, xem ra là chọn đúng rồi. Những dược tài này độc tính đều rất ít, thông qua khí tức có thể phán đoán ra một số. Những dược tài còn lại thì không thể thông qua khí tức để phán đoán có độc tính hay không. Xem ra, đành phải vậy thôi, mê ngặt một cánh hoa bỏ vào miệng thử đúng là lạnh đến tận óc, lạnh đến nứt óc ra. Tuy rất lợi hại, nhưng cái này không có độc. Mên tiếp tục thử tới những loại khác, bộ mặt mên lúc này lộ rõ vẻ khó chịu. Độc tính mạnh quá, nếu không phải năng lực hồi phục mạnh, sợ là hôm nay bán mạng ở đây rồi. Tiếp tục, tất cả những loại dược liệu có độc đều ở đây. Sao chỉ có 13 loại? Chủ nhân của động phủ này vậy mà để lại đề khó như này để cho người tiến vào phá giải sao? vậy thì chắc chắn không phải là chơi đùa người khác nói cách khác ở đây vẫn còn hai loại dược có độc rốt cuộc là hai loại nào cùng lúc đó trong thạch thất khác vẫn còn mấy loại rốt cuộc là cái nào mới có độc đây kệ đi chọn bừa mấy cây xung quanh hắn ta đã xuất hiện hiện tượng lạ hắn tái mặt sợ hãi lát sau một tiếng nổ vang lên thanh niên thử vận may của mình nhưng đã bị nổ banh xác cùng lúc đó ở một thạch thất nào đó động tĩnh lớn quá. Xem ra đã bị kích thích rồi, mình phải nhanh chóng chọn ra 15 loại dược có độc, phải cướp được, thông qua khảo nghiệm trước bọn họ. Liêm vu minh của liệt hỏa điện đã xong bài khảo nghiệm được truyền tống sang thạch thất thứ hai. Hừ, vờ kịch nhỏ này mà cũng muốn làm khó được lão phu sao. Lại phân biệt tỉ mỉ những dược thuốc này lần nữa, nhưng vẫn không thể xác định được rốt cuộc hai loại nào có độc, làm sao đây. Mình biết rồi. Trước đây mình đã hiểu theo cách khác, độc dược không phải là hai loại trong này, nó có thế là bốn loại, chỉ cần hợp nhất độc dược theo cặp. Uy khí hắc, cay quá, chính là chúng mày, không sai được. Trên thế giới này có những dược liệu vốn dĩ không có độc, nhưng nếu như dùng lẫn với những loại dược liệu khác, vậy thì có khả năng biến thành vật cực độc. Quả nhiên lại là một thạch thất. Lại là dược liệu, thông qua những manh mối trước đó, ở đây thật sự có khả năng là động phủ của công tôn mộc đại sư luyện đan đó. Nếu như mình đoán không nhầm, những khảo nghiệm ở đây chắc có liên quan đến luyện thuốc. Công tôn mộc này chắc không phải là muốn tìm truyền nhân y bát đấy chứ. Ngưu luyện 3 cây dược liệu phản hư cấp thành dược dịch, đạt được độ tinh khiết nhất định, có thể kích hoạt trận pháp di chuyển trong thạch thất. Như này có khó gì? Việc này đối với mên dễ như nhai đan. Thành rồi, mên đặt 3 giọt dược dịch xuống, dưới chân đã xuất hiện trận pháp. Truyền tống mên khỏi thạch thất, năm ngày sau đó cuối cùng cũng không phải thạch thất nữa mấy ngày liền đều đi qua từng gian thạch thất mỗi lần thử nghiệm không phải hỏa linh trận thì cũng là luyện chế linh đan công tôn mộc này thật sự muốn tìm cho mình một truyền nhân để kế thừa mà chủ nhân bên dưới có thứ gì có ích cho ngươi sao hình như là có hơn nữa lợi ích không nhỏ ta đi xem thử cẩn thận chút vẫn giống như cũ đã đến đây rồi có lẽ sẽ không có thí luyện gì nữa đâu nhỉ có người nhìn dáng vẻ có lẽ đã chết rất lâu rồi nếu đoán không lầm đây có lẽ là thi cốt của công tôn mộc luyện đan đại sư một thời tam đệ tử của thập đại đế tôn diệu đan đại đế đến nay lại gặp phải kết cục bị thảm chết ở nơi nguyên đỉnh sơn nhỏ bé này tại hạ dương khai ngưỡng mộ đại danh tiền bối đã lâu nếu có gì đắc tội mong được lượng thứ ừ đây là gì vậy xem ra không có nguy hiểm gì hết men vừa cầm vào ngọc giản đã có hai luồng ánh sáng màu xanh bay vào trong cơ thể. Mên sợ hãi kiểm tra lại cơ thể xem có bị gì không. Không có bất kỳ thương thế nào, trong cơ thể cũng không có gì không ổn. Vừa rồi, tuyệt đối đã trúng loại cấm chế nào đó của công tôn mộc, nhưng dựa vào thần niệm của ta lại không thể nào tra xét rõ ràng được, chỉ mong trong ngọc giản này có đáp án thôi. Ta là công tôn mộc, tam đệ tử của diệu đan đại đế, tuổi nhỏ bơ vơ, ăn mày kiếm sông, gặp được đại đế, mông bất khí, thu làm đệ tử, truyền thụ đan đạo. Về tư chất, vượt qua hai vị sư huynh, đại đế yêu thương nhất, dốc sức dạy bảo và không giấu diễm bất kỳ luyện đan thuật tích nào. Rất nhanh đã vượt xa hai vị sư huynh, vì tuổi trẻ thành danh, đắc ý ngông cuồng, không biết khiêm tốn. Khi hai vị sư huynh khuyên giải, lại bị cười nhạo lạnh lùng, huynh đệ mâu thuẫn. Lúc 300 tuổi, phổ thăng đế tôn cảnh, đồng thời phổ thăng đế cấp đan sư, danh truyền tinh giới. Nhưng không biết thỏa mãn, muốn vượt qua sư tôn trên con đường đan đạo, vì vậy nghiên cứu nhân đan chi đạo, hại tính mạng, thương thiên hòa. Đại sư Huynh báo cho sư tôn, sư tôn tức giận, lệnh cho ta dừng nghiên cứu, ta không phục, bể ngoài thì nghe theo, thực ra vẫn âm thầm tiến hành, hơn nữa càng lúc càng đi xa. Năm 350 tuổi, bí mật của ta lại bị đại sư Huynh phát hiện, ta trong lúc tức giận, đã ra tay với đại sư Huynh. Đánh đến trọng thương, sư tôn không thể nhịn được nữa, đuổi ta khỏi sư môn, tìm đến nguyên đỉnh Sơn, từ đó động thế ẩn cư. Ta không biết ngươi là ai, nhưng nếu có thể thông qua nhiều khảo nghiệm mà ta bày ra, lấy được cuốn ngọc giản này, chứng tỏ ngươi cũng là luyện đan sư, đến nay, truyền thừa của ta cũng coi như có người kế thừa rồi. Ta mong ngươi có thể gặp được sư tôn trong vòng trăm năm, đem ngọc giản này giao cho người, xin người nhận ta quay về sư môn. Nếu như ngọc giản ở trong tay, chứng tỏ ngươi có lẽ đã trúng khô hồn ấn của ta, khô hồn ấn trong vòng trăm năm không có nguy hại gì hết, nhưng sau trăm năm sẽ cắn nuốt thần hồn ngươi nếu muốn giải trừ ấn này, chỉ có hai cách, một là tu vi vượt qua ta, cách còn lại là tìm sư tôn ta, mời người ra tay. Khô hồn ấn, thì ra ta đã trúng thứ này. Trong vòng trăm năm vượt qua được tu vi của hắn có lẽ không khó. Chỉ là không biết trước lúc hắn chết rốt cuộc là tu vi gì. Mà đan chi đạo của người này lại là gì? Từ trong những lời của công tôn mộc tiết lộ ra, có lẽ là một loại luyện đan chi thuật rất tàn nhẫn. Mà hắn bị đuổi khỏi sư môn, ngoại trừ đả thương sư huynh ra, còn có liên quan đến đan chi đạo. Ngoài thứ này ra, trong ngọc giản còn ghi lại cách lý giải của công tôn mộc về luyện đan chi đạo, các loại đan phương, linh trận, thủ pháp, thu đan pháp quyết khi luyện đan. Có thể nói khối ngọc giản này đối với bất kỳ luyện đan sư nào cũng có giá trị cực lớn, phải cất kỹ đi mới được. Ừ, còn có một hàng chữ nhỏ. Để làm bồi thường, ta phí hết tâm huyết nửa đời sau nấu ra canh vạn bảo dược, ngươi có thể dùng, trong đó có lợi ích thế nào về sau ngươi sẽ tự mình biết được cỗ hương vị này chẳng phải là mùi hương ngửi được bên ngoài nguyên định sơn sao xem ra mùi hương lạ ngoài nguyên đỉnh sơn chẳng phải thiên tài địa bảo gì hết mà chỉ là canh trong nồi này thôi thơm quá đi nên làm một hơi uống sạch bát canh đó bắt đầu cảm nhận dược lực của nó có thể cảm nhận được một cỗ nhiệt lưu từ phần bụng làm trung tâm nhanh chóng phát tán ra khắp tứ chi nhanh như vậy đã có hiệu quả rồi he he tặc không bỏ lại đồ nguyên đỉnh sơn đã xuất hiện tiếng động không ổn, nơi này sắp sập rồi. Liêm huynh, huynh cũng bị truyền ra ngoài rồi. Đúng vậy, xem ra các ngươi cũng bị truyền tống ra ngoài rồi. Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao mọi người đều bị truyền ra ngoài? Tông huynh, sau khi huynh vào trong có phải bắt gặp rất nhiều thạch thất? Đúng vậy, liêm huynh huynh tinh thông luyện đan chi thuật, khảo nghiệm đối với huynh mà nói cũng không khó chứ. Lão Phu cũng mới qua thạch thất thứ năm mà thôi, cũng không biết sau khi tất cả thông qua khảo nghiệm sẽ có lợi ích gì, nếu là vậy. Có thể hỏi xem các đệ tử khác có lợi ích gì không? Tinh nhuệ đệ tử chỉ còn lại một lượng nhỏ thôi sao, khá là thảm đấy. Hử, là ông. Phong Lâm thành chủ Linh Đan Phường Khang Tư Nhiên, tham kiến hai vị phó điện chủ. Linh Đan Phường, Linh Đan Phường của Tử Nguyên Thương Hội. Đúng vậy. Linh Đan Phường Tông Mỗ có biết đến, hóa ra các hạ là ông chủ Khang của Linh Đan Phường, thất lễ rồi. Tông phó điện chủ khách sáo rồi, ông chủ Khang, có biết trong nguyên đỉnh sơn này rốt cuộc xảy ra chuyện gì không? Khang mẫu cũng không hiểu gì. Ta nhớ ông chủ Khang trước đó bên cạnh còn một người bạn, người đó hiện giờ ở đâu? Dương Huynh hẳn đã không thể xuất hiện ở đây nữa. Có lẽ là ở bên trong, gặp phải bất chắc gì rồi. Đã vậy ông chủ Khang cũng đừng buồn, hãy về thôi. Nguyên đỉnh sơn này nằm trong phạm vi thế lực của liệt hoa điện ta, bọn ta còn phải tra xét một lượt. Lúc này men vẫn đang ở bên trong nguyên đỉnh sơn sau khi uống dược thang vào kinh mạch và huyết nhục trong cơ thể đều bị dược lực này xâm thực rồi chuyện này rốt cuộc là sao cơ thể mên xuất hiện thứ gì đó màu vàng bao quanh mên lại thành một quả trứng màu vàng nửa năm sau đó một con chuột đang bắt mồi quanh chỗ mên nó đã làm được một cái tổ ngay trên quả trứng màu vàng của mên lúc này đột nhiên mên giơ tay phá trứng thoát ra khiến con chuột mất chiếc tổ của mình cảm giác kỳ lạ quá như mới sống lại vậy. Men thử vận động chân tay sau một thời gian dài. Xem ra cơ thể lại được nâng cao rõ nét rồi. Nói như vậy, vạn bảo dược thang kia hình như có thể tôi luyện tố chất cơ thể của võ giả. Lục phủ ngũ tạng trở nên như điêu vàng trác ngọc, cho con người một cảm giác sung kích không thể phá nổi. Đây cũng là công hiệu của dược thang đó. Không hổ là dược thang đã đun cả nghìn năm, đây mới hấp thụ một nửa dược lực. Dược lực còn lại ẩn chứa ở trong huyết nhục và xương cốt kinh mạch. Với tố chất cơ thể hiện giờ, chắc chắn có thể luyện hóa Long chi bí bảo rồi, để ta xem xem còn có thay đổi gì. Sức mạnh cơ thể, bất giác đã toàn bộ chuyển hóa thành nguyên lực rồi. Nói như vậy, bây giờ ta đã có thể chuẩn bị tấn thăng đạo nguyên cảnh rồi. Bây giờ mình có thể bắt tay vào chuẩn bị tấn thăng lên đạo nguyên cảnh rồi. Có điều nơi này hình như không quá thích hợp để nghênh đón lễ rửa tội của năng lượng thiên địa, phải cần tìm một nơi thích hợp mới được. Lưu Viêm trước đó xông vào hồ nham thạch nóng chảy đến bây giờ vẫn chưa quay lại, cũng không biết là đã tìm được gì tốt ở dưới đó, đi tìm cô ấy về trước đã. Nhiệt độ của hồ nham thạch này hình như đã giảm không ít. Không hồi ứng lại, xem ra cô ấy đã có cơ duyên của mình rồi. Cũng tốt, vậy thì không làm phiền cô ấy nữa, đi đột phá trước rồi nói. Cảnh chuyển tới một nơi nào đó cách nguyên đỉnh sơn nghìn dặm. Tỉ mỉ tra xét phạm vi xung quanh nghìn dặm một lượt, ngoài những nơi có yêu thú định cư thì không có gì khác nguy hiểm. Rất tốt, quyết định ở đây đi. Đi, phần chia ra chấn thủ ở đây. Dùng cách cũ, thông qua luyện đan để làm ổn định tâm thần, chuẩn bị cho đột phá. Mên lấy đạo nguyên quả ra. Thành bại là ở động tác này. Nếu như có thể luyện thành công đạo nguyên đan, chắc chắn có thể đột phá được nút thắt khó khăn của luyện đan sư, tấn thăng lên đạo nguyên cấp, nếu như thất bại. Không thể thất bại được nên bắt đầu thi triển cửu thiên huyền đan quyết. Cơ thể đã đến điểm ranh giới nút thắt khó khăn của võ đạo, rồi lại nhẹ nhàng buông lỏng. Nguyên lực vốn dĩ yên lặng trong cơ thể cũng bắt đầu điên cuồng lưu chuyển. Không hổ là cửu thiên huyền đan quyết, lĩnh ngộ được trong đại đạo đan âm, cảm giác tốc độ luyện đan nhanh hơn không ít. Sáu viên, thu hoạch không tệ, đến rồi, quả nhiên, có sự tăng cường của tinh thần bản nguyên, có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh pháp tác của tứ bể thiên địa tiểu thư ta về rồi, đã dò la rõ chưa, là người nào đang tấn cấp. Năng lượng thiên địa bên đó quá cuồng bạo, ta không dám tiến đến gần, cũng chưa nhìn rõ rốt cuộc người đó như thế nào. Có điều theo ta quan sát, người này chắc đang đột phá đạo nguyên cảnh, quả nhiên là đột phá đạo nguyên cảnh. Người này nếu đã lựa chọn nơi này làm nơi đột phá đạo nguyên cảnh, vậy thì chứng tỏ không có bằng hữu thân thiết gì, cũng không có tông môn hậu thuẫn. Hiển nhiên là cường giả độc lai độc vãng, là đối tượng có thể lôi kéo. Mặc dù nói thì như vậy, nhưng tiểu thư, thứ cho ta nói thẳng, người này chưa chắc đã đột phá thành công. Tại sao lại nói như vậy? Động tĩnh hắn làm ra quả thực quá lớn, võ giả đỉnh phong hư vương cấp không thể chịu đụng được. Nói câu không nên nói, hắn căn bản không hề có cơ hội sống sót, người này chết không nghi ngờ. Cho dù thế nào, chúng ta cũng thay hắn thủ hộ trước đã. Nếu như hắn thật sự có thể tấn thăng thành công, thì sẽ nhớ một phần nhân tình của chúng ta, đến lúc đó có thể thử lôi kéo hắn nếu tiểu thư đã nói như vậy rồi vậy chúng ta tự nghe lệnh hành sự không ổn có người quấy nhiễu hắn kẻ nào cùng ta qua đó xem có thể can thiệp được gì không sư tôn có người đang đi về phía chúng ta mấy đứa nhóc hư vương cảnh cũng đòi làm hỏng việc tốt của lão phu gan cũng không nhỏ sư tôn hay là chúng ta cũng đem bọn chúng để xem rồi tính nếu như chúng dám qua đây có lẽ cũng có chút có chỗ để dựa vào lão phu thật muốn xem thử chúng dựa vào cái gì. Sư tôn cao kiến. Ngươi là quỷ thủ thân đồ, cường giả đạo nguyên cảnh tầng 1, không biết đã tu luyện tà công gì, làm người âm hiểm độc ác xảo quyệt, thường xuyên hoạt động ở xung quanh phong lâm thành. Thành chủ phủ nhiều lần vây bắt ra hỏa này, đều không thành công, duy nhất một lần cũng chỉ có thể đánh hắn trọng thương. Từ đó về sau, quỷ thủ thân đồ giống như ngoan ngoãn yên phận một trận, đến nay đối tượng hắn ra tay đều là những gia hỏa không có bối cảnh chỗ dựa. Nếu đã biết lão phu, vậy mà còn dám đến, các ngươi đây là tự tìm cái chết sao? Thì ra là thân đồ tiền bối đại danh đỉnh đỉnh, vãn bối có mắt không chồng đã kích động đến tiền bối, mong tiền bối đừng trách tội. Ồ, ở trước mặt lão phu còn có thể bình tĩnh như vậy, tiểu nữ oa oa lá gan không nhỏ, ngươi là nhà nào vậy? Vãn bối họ tần, họ tần, nghe nói có một tiểu nha đầu tuổi nhỏ mắc bệnh, nhưng lại cực kỳ thông minh lanh lợi, vô cùng được lão thất phu tần triều dương kia yêu thích vì vậy thậm chí đặc biệt tiến vào nơi thâm sâu của đầm lầy hắc huyết tìm khai dương quả kéo dài tính mạng cho cô ta nói như vậy không lẽ chính là ngươi sao tiền bối minh giám chính là tần ngọc được lão tổ thương xót mới có thể sống được đến hôm nay ha 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 tiểu nha đầu quả nhiên xuất sắc đối diện lão phu lại có hề không thay đổi sắc mặt chẳng trách lão thất phu tần triều dương kia thích ngươi đến vậy nhưng mà tiểu nha đầu ngươi tìm lão phu có việc gì vậy nếu như tiền bối đã hỏi vậy vãn bối cũng xin nói thẳng tiền bối có thể tha cho người đó không? Cho ta một lý do. Người đó là một vị khách khanh của tần gia ta, cho nên. Cho nên mong tiền bối thủ hạ lưu tình, ngày khác tần gia ta nhất định sẽ đăng môn cảm tạ. Khách khanh của tần gia ngươi, tiểu nha đầu, ngươi rất thông minh, nhưng cũng đừng coi người khác là kẻ ngốc. Nếu thật sự là khách khanh của tần gia ngươi, lão thất phu tần triều dương kia còn không bằng tự ra mặt canh giữ cho hắn. Sao có thể lựa chọn đột phá phổ thăng ở nơi thế này chứ? mắt nhìn của tiền bối sáng suốt, chút tài mọn này của vãn bối quả nhiên không qua mắt được người. Nhưng mà, hắn đến nay mặc dù không phải khách khanh của tần gia ta, nhưng cũng không có nghĩa là về sau cũng không phải. Không cần nói nhiều. Tiểu nha đầu, nể mặt tần triều dương, lão phu không so đo với ngươi, nếu còn dám ngăn cản, đừng trách lão phu thủ hạ vô tình. Tiểu thư, ngươi không sao chứ. May mà có mấy vị bảo vệ, ta không sao hết, chỉ là tiếc cho người đó thân đồ đã dẫn người của mình tới bao vây mên. Sư tôn, nơi này thật đáng sợ, chúng ta mau ra tay rồi rời đi thôi. Tiểu tử, có trách thì chỉ có thể trách mạng ngươi không tốt, lại lựa chọn phổ thăng ở nơi thế này, kiếp làm người thì tỉ mỉ chút. Lão ta lao tới. Tung ra một đòn kích sát thẳng về phía mên. Nhưng tiếng nổ vang lên, xung quanh mên khói bay mù mịt. Mên vẫn an toàn trong quang cầu màu vàng. Ta nói đám người các ngươi nghĩ mình sống quá lâu rồi, vội cầu chết hả? Tại sao cứ là lũ người các ngươi, chê sống lâu quá, gấp rút muốn chết sao? Hỗn xược cũng không nhìn lại bản thân xem ngươi là cái thá gì. Lên cho ta. Mên tung ra những đường nguyệt nhân. Cơ thể ta, tay ta đâu rồi? Cứ thích làm phiền lúc anh đang tấn thăng cơ. Đây, thật sự là chiến lực người đang đột phá nên có sao? Gặp ca khó nhằn rồi. Mên sử dụng kiếm khí, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành thuộc tính. Thân đồ sử dụng những chiếc xúc tu của con bạch tuộc, nhưng đã bị kiếm khí của mên cắt te tua. Cái gì? Tiểu tử, trước cánh cửa tấn thăng còn dám ra tay với lão phu, ta thấy ngươi chán sống rồi, đã vậy, ngươi nộp mạng đây. Lão ta phóng bí bảo tới tấn công mên. Mên đứng im đón nhận đòn của thân đồ. Ha ha, không biết lượng sức. Lát sau men vẫn đứng im như chưa có chuyện gì xảy ra. Không thể nào. Mên sử dụng sinh liên. Đây là cái gì? Thần hồn của ta bị hút cạn rồi. Sư tôn, lão ta đang liên tục thổ huyết. Không ổn, mau chạy. Thích thì đến không thích thì chạy hả? Ngưng, chuyện gì vậy? Động tác của ta sao trở nên chậm chạp thế này? Nguyệt nhận của Mên đã bay tới cắt tơi tả cơ thể của bọn chúng ra. Đây chính là không gian pháp tắc sao? Không gian pháp tắc. Đúng vậy, đây chính là không gian pháp tắc. Sao ta không nghĩ đến? Không gian pháp tắc, pháp tắc không gian. Mên bắt đầu khống chế không gian pháp tắc xung quanh nơi đó. Đây chính là không gian pháp tắc. Khiến ta trọng thương thế này, ta sẽ cho người biết tay. Còn người không, lên cho ta. Còn thì vẫn còn, như nằm gục dưới đất hết rồi ông anh ơi. Chết hết rồi. Lực không gian, sao có thể chứ? Nơi này không thể ở lại lâu, đợi ta quay về tu dưỡng xong rồi báo thủ hôm nay sau tuyết sao đột nhiên lại có tuyết rơi chứ bọ hung đã dùng bão tuyết chặn thân đồ lại đây rốt cuộc là thứ gì vậy càng của nó hình như có dung hợp bí bảo hư vương cấp thượng phẩm nó nhẹ nhàng lướt qua người ông ta để lại những vết cắt ngang cơ thể không thể nào lão ta từ từ gục xuống miệng vẫn lẩm bẩm không thể nào thân đồ lúc này chỉ còn là một phũng tiết ở cách đó không xa thân đồ chết rồi thân đồ bị kẻ đó giết chết rồi không không thân đồ là bị kẻ khác giết chết không sai sau lưng kẻ này giống như có cao nhân bảo vệ các ngươi các ngươi có nhìn rõ cuối cùng giết chết thân đồ là kẻ nào không tiểu thư mặc dù ta nhìn không rõ nhưng người đó hình như dùng song kiếm bí bảo phong lâm thành có cường giả dùng loại bí bảo thế này sao song kiếm chưa từng nghe nói song kiếm sử dụng rất khó. Nếu như phụ cận Phong Lâm Thành có vị cường giả nào tinh thông thuật song kiếm, ta chắc chắn đã nghe nói qua. Xem ra, người này là đến từ bên ngoài. Khiến ta không ngờ nhất tới là, thân đồ vì sao lại đột nhiên chạy trốn, lẽ nào hắn đã sớm phát hiện kẻ bảo vệ phía sau. Có lẽ không phải, thân đồ làm người tàn khốc máu lạnh, có thể khiến hắn chạy trốn, chứng tỏ, hắn đã chịu thiệt trong tay người kia. Không phải chứ tiểu thư, Người này chẳng qua là hư vương cảnh tầng 3, thân đồ lại là đạo nguyên cảnh thật sự. Vậy ngươi có từng nhìn thấy hư vương cảnh tầng 3 nào đột phá lại gây ra động tĩnh lớn như vậy chưa? Ngươi nhìn bên đó, gần như đến không gian cũng bị sụp đổ rồi. Này cũng đúng. Ta càng lúc càng có hứng thú với kẻ này, nếu như có thể lôi kéo được hắn, vậy cũng phải đợi hắn đột phá thành công, có lẽ có thể thành công. Thiên đạo lại cản hắn như vậy, xem ra hắn không sống nổi rồi. Lời của tiểu thư nghĩa là sao? Này lẽ nào không phải thiên địa tẩy lễ sao? Nhưng trước giờ chưa từng có ai là trực tiếp liên kết sức mạnh thiên địa với thân thể mình hết. Đây căn bản không phải tẩy lễ, mà là hủy diệt. Tiểu thư cẩn thận. Tiểu thư. Tiểu thư không sao chứ? Không sao. Tiểu thư, chúng ta lùi về sau trước đi, nơi này không an toàn nữa rồi. Được. Lúc này ở chỗ mên sấm sét không ngừng vang lên. Đánh liên tiếp lên người mên. Long chảo có lẽ không kiên trì nổi nữa, lần này thì phiền phức lớn rồi. Lại tiếp thêm những đòn thiên lôi giáng xuống. Tay của ta. Cánh tay men đang từ từ hồi phục. Lại có thêm một đòn thiên lôi màu vàng giáng xuống. Mới vừa tu phục, lại bị cắt đứt rồi. Còn tiếp tục thế này ta có bao nhiêu kim huyết cũng không đủ dùng. Chắc ta sẽ không chết ở đây chứ. Nguy rồi. Lần này thì cả một đạo thiên lôi giáng xuống. Khiến mặt đất xung quanh chấn động dữ dội. Rốt cuộc là người nào đang độ kiếp? Có hư vương cảnh, có thể chống đỡ được loại lôi kiếp này sao? Loại lôi kiếp này ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu thư, ta cảm giác người đó có lẽ không sống nổi nữa rồi. Ta lại cảm thấy, việc này có lẽ không đơn giản như vậy. Ta vậy mà vẫn còn sống. Áp lực giảm nhẹ rồi, đây là trong cơ thể có cỗ sức mạnh ôn hòa đang tu bổ lại cơ thể ta. Là canh vạn bảo dược là dược lực ẩn giấu trong máu thịt và kinh mạch xương cốt đang phát huy tác dụng. Sức mạnh của nhục thân và cơ thể giống như có được một loại thăng hoa kỳ lạ, trở nên càng lớn mạnh thuần túy hơn. Đây đúng thật là. Mên cảm nhận được thứ gì đó. Linh khí xung quanh đang tràn vào cơ thể Mên. Mên đã tấn thăng đạo nguyên cảnh thành công. Tiểu thư, đã rất lâu rồi không truyền đến động tĩnh gì, người đó chắc đã, đợi thêm chút nữa xem. Một cột ánh sáng phóng vụt lên không trung, hắn thành công rồi. Bầu trời mây đen đang dần dần tan đi. Hắn thành công rồi. Gây ra động tĩnh lớn như vậy mà vẫn thành công đột phá rồi. Nhưng không gian này cực kỳ khúc khủyểu, căn bản nhìn không rõ. Tẩy lễ võ giả đột phá đại cảnh giới phải tiếp đón không những có thể tẩy sạch thần hồn cơ thể, hơn nữa trong tàn dư kia còn ẩn dấu ý vận của thiên đạo võ đạo. Nếu hắn có thể hiểu rõ từ trong đó, nhất định thu lợi ích cả đời. Tiếp theo, phải triệt để tìm hiểu sự huyền diệu của không gian pháp tắc. Không gian uốn khúc hơi quá độ, thử điều chỉnh chút xem. Mên thu lại pháp tắc không gian nơi đó. Quả nhiên, làm được rồi, đạo theo tâm ta rồi. Chẳng trách cảnh giới này gọi là đạo nguyên cảnh. Không gian sụp đổ khôi phục rồi. Để ta xem xem. Ngươi rốt cuộc là ai? Là hắn sao? Mên cũng đã phát hiện ra có người thăm dò mình. Tiểu thư, tiểu thư sao vậy? Không sao. Là cô ta. Ừ lại thăm dò ta ai không có gì về đi cảnh chuyển tới nguyên đình sơn không ngờ lại là cô ta may mà ta chuồn nhanh mên đáp xuống bên dưới hả bị lật ngược lên trời rồi có lẽ là kiệt tác của lũ người liệt hỏa điện đó hỏng rồi lưu viêm có lẽ vẫn ở gần đây hy vọng cô ấy không sao khí tức vẫn còn xem ra bọn họ không hề phát hiện ra lưu viêm có điều khí tức của Lưu Viêm so với trước đó đã mạnh hơn không ít, có dấu hiệu sắp đột phá đạo nguyên cảnh rồi. Chờ xem đi, nói không chừng cô ấy lúc nào đó sẽ ra ngoài, vào tiểu huyền giới xem sao đã. Bên trong tiểu huyền giới, tiểu huyền giới hình như có chút khác khác. Không đúng, không phải là tất cả tiểu huyền giới thay đổi, mà là thực lực của bản thân ta thay đổi. Trước đó thực lực không đủ, cho nên không cảm giác được, nhưng hiện giờ ta đã cảm giác được rồi. Pháp tác chi lực trong tiểu huyền giới không hoàn thiện, hình như là thiếu thứ gì đó nhưng đây rốt cuộc là thiếu thứ gì pháp thân đột nhiên xuất hiện phía sau lưng mên thân thể pháp thân đã thu nhỏ lại không ít lại trở nên kiên cố hơn rất nhiều sao ngươi lại trở nên thế này vậy đương nhiên là vì đã tu luyện phệ thiên chiến pháp rồi nói vậy thì thực lực của ngươi hiện giờ có lẽ đã tăng cao không ít nhỉ có muốn thử không được thôi pháp thân đã tung luôn một đấm tới mên cũng tập trung nguyên lực lên nắm đấm lấy cứng đối cứng, pháp thân nở một nụ cười. Chuyện gì vậy chứ, cỗ sức mạnh này. Pháp thân tiến tới cho men một đấm móc ngược, rồi tốc biến tới bồi thêm một đấm nữa. Khiến men văng đi lướt dài trên mặt đất. Sao hả? Chẳng sao hết. Ngươi phải tìm cho ta cái gậy giống như tiểu tiểu vậy, có cơ hội. Men tung một cước, nhưng đã bị pháp thân lấy tay cản lại. Sau đó nó nhanh chóng túm tới người men. Mên hô lên một tiếng, hương. Nhưng vẫn bị nó phá tan. Mên lãnh chọn một đấm thẳng vào mặt, mẹ nó đau đấy. Cú đấm khiến đất đá văng tứ tung. Mên sử dụng nguyệt nhận. Hừ, biết ngay là không đơn giản vậy mà. Thổ trụ. Pháp thân khởi động một cột đá từ dưới đất nhô lên. Pháp thân nói chưa hết đâu. Nó cầm cột đá đánh thẳng về phía mên. Đòn đó đã đánh vào bóng ảnh của mên. Biết ngay ngươi sẽ sử dụng sức mạnh không gian, Tiếp theo ngươi có thể tránh được không? Pháp thân tạo ra những con rồng đất bay lên tấn công Mên. Bọn chúng lao tới muốn cắn Mên một cái. Mên sử dụng Long hóa, bản nguyên chi lực, Kim Thánh Long. Trong chốc lát mấy con rồng đất đã bị đập bể. Mên sử dụng chưa bất diệt ngũ hành kiếm. Hành kiếm khí phóng thẳng tới Pháp thân. Nó mỉm cười, giẫm mạnh xuống mặt đất. Một bức tường xuất hiện chặn kiếm khí của Mên lại nên sử dụng ôn thần liên công kích thần hồn. Không ổn, pháp thân sợ hãi run rẩy do bị chấn động thần hồn. Ngươi đây có tính là gian lận không? Ngươi nói xem. Cả hai sau đó cười lớn. Việc hôm nay đừng có truyền ra ngoài đấy, đúng là mất mặt. Ngươi muốn thắng ta vậy sao? Đến thần hồn cũng dùng đến rồi. Ngươi không bằng trực tiếp lệnh cho ta nằm ở đó để ngươi đánh một trận là được, đừng nói nữa. Đúng rồi, ngươi có còn thừa bí bảo không? Có. Nhưng mà, ngươi cần bí bảo làm gì? Ồ, vệ thiên chiến pháp đến bí bảo cũng có thể thôn tính. Ta chỉ đoán là vậy, còn phải thử xem. Đúng rồi, hạt giống ngươi trồng hình như đã nảy mầm rồi. Hạt giống, ta đi xem thử. Bí bảo ngươi cần, những thứ trong này đều cho ngươi. Này, ta phải nhặt thế nào? Tay to quá cũng khổ, nhẫn bé này sao vừa tay được? Cảnh chuyển tới tiểu huyền giới, dược viên, quả nhiên đã nảy mầm rồi. Cây mầm cũng giống như hạt giống, hai màu kim ngân, mỗi thứ chiếm một nửa, chẳng có chút nào giống với bản thế mục tiêu lúc trước. Thứ này rốt cuộc là gì vậy? Hoa viên trong tiểu huyền giới, có trọng thổ, địa mạch châu, còn có sinh cơ của bất lão thụ mang đến, gieo trồng ở trong này một ngày, gần bằng với trăm ngày ở bên ngoài rồi. Đổi cách nói khác, mầm cây ở đây một năm tương đương với trăm năm ở bên ngoài, muốn cao đến ba tấc, ít nhất cũng phải cần ba trăm năm nhưng phàm là những thứ càng khó sinh trưởng, giá trị nhất định cực cao. Xem ra, ta vẫn phải quay về phong lâm thành nghe ngóng thêm tin tức rồi, làm rõ thứ này rốt cuộc là gì. Hơn nữa cũng đã đến lúc quay về trong lâm thành chuẩn bị luyện hóa long cốt kiếm nhập thể. Nói ra thì, thời hạn thuê động phủ của ta ở phong lâm thành cũng đến rồi, đến nay quyền sử dụng động phủ cũng đã bị thu hồi lại rồi nhỉ. Chỉ có thể về phong lâm thành, lại thuê thêm một căn thôi. Đợi đã, Tiểu nha đầu kia của Trương gia vẫn còn trong động phủ. Cảnh chuyển tới Phong Lâm thành. Quả nhiên mất tác dụng rồi. Hình như cũng không ở gần đây. Có phải đã tự về Trương gia rồi? Không đúng, một người ngu ngốc như cô ta, khả năng này không cao. Ngươi là ai? Tại Hạ Dương Khai, vốn là chủ nhân của động phủ này. Động phủ này bây giờ được ta thuê rồi, khi ta vào cũng không có thứ gì để lại. Ta biết, ta không phải đến tìm đồ, không tìm đồ vậy ngươi làm gì? Tìm một người, một thiếu nữ. Cô ấy vốn dĩ ở đây, nhưng hiện giờ lại không thấy đâu, không biết phu nhân có gặp không. Không gặp, ngươi đi đi. Đợi đã, bên đẩy cửa bước vào. Ngươi muốn làm gì, nơi này là phong lâm thành. Đạo nguyên cảnh. Tiểu huynh đệ, hai ta trước đó không oán gần đây không thù, không hề đắc tội với ngươi, mong tiểu huynh đệ đừng làm khó ta quá. Ta không làm khó cô, ta chỉ hỏi vài câu, cô thành thật trả lời, nếu dám giấu diễm nửa câu, ta khiến cô cầu sống không được cầu chết không xong. Ta nói, ta biết gì ta nói cho người hết. Rất tốt, ta hỏi cô, cô gặp tiểu cô nương đó không? Ta không biết tiểu cô nương đó có phải người ngươi muốn tìm không, nhưng ta quả thực có gặp một tiểu cô nương ở trước cửa động phủ. Nói xem, cô ấy bao nhiêu tuổi, tu vi gì, có đặc điểm gì? Khoảng 16-17 tuổi, tu vi thì, thánh vương cảnh tầng 2 đỉnh phong, sắp đột phá thánh vương cảnh tầng 3. Nhìn có vẻ hơi lưu lạc, cơ thể nhỏ bé, nói lý nha lý nhí, tóc thẳng màu trà. Chính là cô ấy không sai, mới một năm ngắn ngủi, đã sắp đột phá tầng 3 rồi, tiểu nha đầu này không tồi nhỉ. Cô nói cô nhìn thấy cô ấy ở trước cửa động phủ, cô ấy làm gì ở trước cửa động phủ? Đứng ở trước cửa, đứng. Không sai, ta đã thuê nơi này vào hai tháng trước, lúc đó cô ấy đã ở trước cửa động phủ rồi ta đang chờ một vị dương tiên sinh. Ta hiếu kỳ, liền hỏi cô ấy, cô ấy nói đang chờ một vị dương tiên sinh. Tiểu huynh đệ ngươi chính là dương tiên sinh đó. Cô ấy sao ngốc nghếch vậy, chờ hai tháng liền, không biết về nhà trước sao. Tiểu huynh đệ ta thật sự không làm gì cô ấy cả, ta thấy cô ấy đáng thương, còn mời cô ấy vào ngồi, ngươi đừng làm khó ta nữa. Cô đã không làm gì cô ấy, vậy tại sao ban đầu không nói sự thực? Không phải không phải, không phải như ngươi nghĩ đâu, ta thật sự không làm gì cô ấy hết. Nhìn thân sắc của cô hình như cô cũng biết gì đó, nói đi, cô ấy hiện giờ ở đâu? Ta không biết, ta thật sự không biết gì hết. Nhìn có vẻ cô có điều sợ hãi. Tiểu huynh đệ, ngươi đừng ép ta nữa, tha cho ta đi. Chỉ cần không ép ta, bảo ta làm gì cũng được. Nói, hoặc là chết, ngươi đến Khương gia đi, nói không chừng ngươi có thể tìm được cô ấy ở đó. Khương gia? Chẳng trách cô sợ hãi như vậy hóa ra là Khương gia. Có điều, người Khương gia đưa cô ấy đi làm gì? Ta không biết. Một tháng trước, mấy nam từ qua đây nói chuyện với cô ấy, sau đó cô ấy liền đi theo mấy người đó. Ta lén lút đi theo sau, phát hiện họ đi vào Khương gia. Cô chủ động đi theo bọn họ. Đúng. Nhà đầu đó không chờ được ta, không thể tự hành động được, liệu không phải bị lời nói của người khác lừa rồi chứ? Xem ra ta phải đích thân đến Khương gia một chuyến rồi. Cảnh chuyển tới Khương gia, cũng không biết người của khương gia dẫn trương nhược tích đi làm gì một thiếu nữ thánh vương cảnh thì có bao nhiêu tác dụng với khương gia chỉ sợ bị con cháu quyền quý của khương gia nhìn chúng muốn làm chuyện quấy rối nếu đã như vậy quang minh chính đại đi vào sợ không được lỡ như đánh rắn động cỏ có khả năng trương nhược tích sẽ bị giết người diệt khẩu không hổ là đại gia tộc truyền thừa mấy nghìn năm ở phong lâm thành cấm chế và bẫy cũng nhiều thật có điều không làm khó được đâu nhé nguy rồi có người đến Mên vội vàng né đi, bóng dáng một người quen thuộc. Chắc là chỗ này mà, đi đâu rồi, thật kỳ quái. Tiểu thất. Dương đại ca, thật sự là ngươi à, ta còn tưởng rằng ta nhầm. Hơn nửa năm nay ngươi đi đâu thế, sao lại không ở phong lâm thành. Khoảng thời gian trước có chuyện phải xử lý, đến hôm nay mới về được. Ồ, ta còn tưởng rằng Dương đại ca ngươi không từ mà biệt đấy, hại ta đau lòng một khoảng thời gian. Ha ha, thật sự phải rời đi thì sẽ nói với ngươi có điều sao ngươi lại tìm được ta âm châu mà trước đây ta đưa ngươi đấy có lạc ấn truy tung chỉ cần không cách quá xa thì đều có thể thăm dò được đó hê hey hê hey. là cái này sao thì ra là thế âm châu này vậy mà có lạc ấn truy tung mình hoàn toàn không phát giác ra đây là khương gia dương đại ca ngươi muốn vào sao không sai muốn vào làm gì có phải là khương gia có chỗ nào đắc tội với ngươi có cần ta giúp không? Im lặng. Chuyện đại khái là như vậy, đánh giá về người Khương gia từ trước giờ vẫn luôn không tốt, lần này vậy mà lại hạ thủ với Nhược Tích muội muội, thật sự quá đáng ghét. Ta cũng không xác định được Khương gia mang Nhược Tích đi làm gì, vì thế mới âm thầm đến thăm dò xem, ta giúp ngươi. Có điều, Dương đại ca, nếu như ngươi sớm nói cho ta biết trong phủ của ngươi còn có người, ta đã đón Nhược Tích qua chỗ của ta rồi. Lúc đó ta cũng không biết sẽ đi lâu như thế ai không nói những chuyện này nữa chúng ta chia nhau ra hành động hai canh giờ sau chúng ta sẽ hội hợp ở đây không vấn đề đúng rồi ngươi cẩn thận đấy khương gia có một vị đạo nguyên cảnh trấn thủ đừng để bị phát hiện đấy yên tâm đi vị lão tổ đó của khương gia không ở trong phong lâm thành ông ấy thường ở trang viên bên ngoài bế quan cả năm cơ ồ không ở đây sao nếu đã không ở đây thì có thể to gan phóng thần niệm tra xét rồi chỉ cần không động phải những cấm chế này là được chuyện nhỏ. Mê nhảy xuống bên dưới. Một chú mèo đang đứng phía dưới. Anh dai ơi đây là mặt em không phải đất đâu. Mên phải né qua một bên, chút thì cắm mặt xuống. Nguy hiểm quá. Ở đâu, ở đâu? Mên dung thần niệm tra xét toàn bộ Khương gia. Lát sau vẫn không tra xét được tung tích. Thế nào, có tìm thấy không? Không, Dương đại ca nhược tích muội muội sẽ không có chuyện gì chứ. Mong là không có chuyện gì. Không ở đây. Sao có thể được? lẽ nào cô ấy đã dương đại ca vậy bây giờ làm sao đây vậy thì phải đích thân đến cửa chào hỏi rồi hy vọng khương gia sẽ không làm chuyện tự chịu diệt vong xin hỏi hai vị nửa đêm đến khương phủ ta là có việc gì vậy làm phiền báo một tiếng đến khương gia chủ cứ nói là linh đan phường đan sư dương khai cầu kiến đan sư của linh đan phường xin hãy đợi một chút ta sẽ đi báo với gia chủ ngay linh đan phường dương đan sư quang lâm khương gia thật đúng là khiến khương gia nở mày nở mặt lão phu khương lâm cung nghênh dương đan sư nguyên lực cực kỳ tinh thuần chắc rằng không lâu nữa sẽ phổ thăng đạo nguyên cảnh sao lại là hắn nửa đêm đến nhà thật sự rất bất đắc dĩ làm phiền các vị và lâm gia chủ rồi mong chư vị đừng trách tội nói gì vậy chứ dương đan sư có thể đến khương gia ta chính là may mắn của khương gia chúng ta hoan nghênh còn không kịp sao có thể gọi là làm phiền dược Dương đan sư mời vào trong nói chuyện. Sớm đã nghe đến đại danh của Linh Đan phường Dương đan sư, vẫn luôn không có duyên gặp mặt, chưa từng nghĩ rằng có một ngày Dương đan sư lại đích thân đến Khương gia ta, thật là khiến Dương mẫu vô cùng bất ngờ. Khương gia chủ từng nghe nói về ta. Dương đan sư dùng sức một mình, xua tan vận đen đóng cửa của Linh Đan phường, ở Phong Lâm thành sớm đã là chuyện ai ai cũng biết rồi. Không giấu ngài, Nguyên ngương đan mà ngài luyện chế, Khương gia ta đã mua không ít nhưng mà nghe nói Dương Đan Sư đến nay đã rời khỏi Linh Đan Phường. Không còn luyện đan cho Linh Đan Phường nữa, không biết tin tức này là thật hay giả. Thật đúng là không giấu được đám địa đầu xà này cái gì hết. Không sai, ta và Khang trưởng quỹ đã hẹn trước, chỉ luyện đan hai tháng cho Linh Đan Phường, đến nay thời hạn cũng đã qua rồi. Thật hả? Vậy Dương Đan Sư sau này có dự định gì không? Luyện đan không phải hướng tu hành chính của ta, cho nên ta cũng không có ý phát triển mãi trên lĩnh vực này. Là vậy à? Vậy thì đáng tiếc quá không biết Dương Đan Sư chuyến này đến Khương Gia ta là có việc gì vậy? Nếu chủ như Khương Gia đã hỏi đến, vậy ta cũng nói thẳng luôn, lần này ta đến quý gia tộc, chủ yếu là muốn tìm một người. Tìm người? Không biết Dương Đan Sư muốn tìm người nào vậy? Một tiểu cô nương, 16-17 tuổi, tu vi đỉnh phong thánh vương cảnh tầng 2. Mên để ý tới sắc mặt một người, tiểu cô nương 16-17 tuổi thánh vương cảnh tầng 2, để ta nghĩ xem. Khương gia ta có tiểu cô nương thế này không? Hồi gia chủ, Khương gia ta có lẽ là có tiểu cô nương như vậy, chỉ là không biết có phải người Dương đan sư muốn tìm không. Được, đưa người lên đây, để Dương đan sư xem, nếu thật sự là người Dương đan sư muốn tìm, Khương gia ta tự nhiên không thể giữ người lại. Không cần nữa, người chúng ta muốn tìm, không có ở đây. Dương đan sư, đây là ý gì vậy? Các người nếu đã đến Khương gia ta tìm người, vì sao lại nói người không ở Khương gia ta? Lẽ nào lúc trước đã âm thầm điều tra Khương gia ta rồi? Chư vị đừng hiểu lầm, chỉ là ta hạ một cấm chế trên người tiểu cô nương đó. Chỉ cần khoảng cách không quá xa, đều có thể dựa vào sức mạnh cấm chế để cảm ứng, cho nên mới có thể xác nhận như vậy. Thì ra là vậy, nhưng mà nếu là vậy, vậy Dương đan sư vì sao lại đến Khương gia ta để tìm người? Là thế này, lúc trước có người nhìn thấy vị cô nương đó đi theo người Khương gia các người, cho nên Dương mẫu mới mạo muội đến đây hỏi thăm. Nếu như các vị ngồi đây có ai biết được tung tích của cô ấy, mong hãy thông báo cho ta. Có người nhìn thấy, kẻ nào nhìn thấy. Việc này thật sự không thể nói ra, rõ ràng là vu khống. Khương gia ta nếu như thật sự có tiểu cô nương đó, cần gì phải giấu diễm chứ. Khương gia ta cũng sẽ không làm những việc đáng xấu hổ. Cũng không ai nói là các ngươi làm những việc đáng xấu hổ. Người. Được rồi. Dương Đan Sư, tiểu cô nương đó vào Khương gia, chỉ là do ngươi nghe nói mà thôi, sao có thể coi là thật được chứ? Hơn nữa, ngươi và tiểu cô nương đó nếu có cấm chế cảm ứng, vậy rốt cuộc cô ta có ở Khương gia hay không, có lẽ ngươi hiểu rõ hơn ai hết. Ta biết, việc này có lẽ khiến các vị có chút khó xử, nhưng tiểu cô nương đó rất quan trọng đối với ta. Nếu như Khương gia có thể đưa tiểu nha đầu đó bình yên vô sự đến trước mặt Dương Mỗ, Dương Mỗ có thể đáp ứng luyện chế linh đan một tháng cho Khương gia. Quên mất không nói với Khương gia chủ, Dương Mỗ là hư vương cấp thượng phẩm đan sư, nếu như vận khí tốt, luyện đến đạo nguyên cấp linh đan cũng không thành vấn đề. Hư vương cấp thượng phẩm đan sư luyện chế linh đan một tháng. Thế này đi Dương đan sư, việc này nếu như đã liên quan đến Khương gia ta, Khương Mỗ tự nhiên sẽ không bỏ mặc, Khương gia ta có thể giúp ngài nghe ngóng một chút. Nếu có thể tìm được tung tích của tiểu cô nương đó, cũng có thể trả lại sự trong sạch cho Khương gia ta, không biết ý Dương đan sư thế nào. Được vậy thì tốt quá, nếu như ta biết được là ai đã ra tay với cô ấy. Ta sẽ diệt sạch cả nhà hắn. Chuyến này đã làm phiền, Dương mẫu cáo tử, chư vị không cần tiễn. Dương khai này, thật sự là không coi ai ra gì, lại dám ngông cuồng trong khương gia ta, uy hiếp chúng ta. Chư vị trưởng lão, người mà Dương đan sư kia muốn tìm là ở nơi nào vậy? Đối với tiểu cô nương đó, ta lại có chút ấn tượng. Gia chủ ngài cũng biết đấy, người mà khoảng thời gian trước chúng ta tìm, chủ yếu đều là loại tu vi này. Hôm đó, trong tộc có hai đệ tử thấy tiểu cô nương đó một thân một mình, vẫn luôn đứng ở nơi nào đó đợi người. Cho nên mới cho rằng cô ta không thân không thích, liền dụ cô ta vào khương gia, cùng đưa đến hố khoáng với những người khác. Giao người ra gia là không thể nào, khoáng vật mà hố khoáng đó xuất ra hị hữu dị thường, chính là hy vọng cuột khởi của khương gia ta. Việc về hố khoáng cũng tuyệt đối không thể lộ ra, lỡ như để phía thành chủ phủ biết được, khương gia ta sẽ rất nguy hiểm. Kẻ này giữ lại chính là uy hiếp của khương gia ta. Vậy chỉ có thể Ta cứ cảm giác lũ người Khương gia đó có vấn đề, Nhược Tích muội muội có khả năng ở chỗ bọn họ, không sai. Chỉ có điều, hiện giờ cô ấy đúng là không ở Khương gia, cô ấy rốt cuộc ở đâu, người của Khương gia giấu cô ấy đi làm gì? Đúng rồi Dương đại ca, trên người huynh có đồ gì Nhược Tích muội muội từng dùng không? Đồ cô ấy từng dùng? Để làm gì? Nếu có đồ cô ấy từng dùng, ta có lẽ sẽ có cách điều tra được vị trí của cô ấy thật sao đúng vậy nhưng phải có đồ có khí tức của cô ấy mới thành tốt nhất là đồ thường xuyên sử dụng ví dụ như quần áo tóc những thứ này thì ta không có có điều có điều cái gì có một nơi nhất định có đi theo ta dương đại ca huynh đã tấn cấp đạo nguyên cảnh rồi dương đại ca lợi hại quá khoảng thời gian trước ra ngoài gặp được cơ duyên may mắn đột phá đạo nguyên cảnh không là gì cô cũng nhanh chóng đột phá được thôi cảnh chuyển tới một trang viên trong phủ trương gia. Cô ở đây chờ ta, ta đi rồi về ngay. Mên nhẹ nhàng nhảy tường vào bên trong. Đây có lẽ là quần áo trước đó trương nhược tích mặc. Lấy được đồ mên âm thầm rời đi. Xem xem cái này được không? Mên có chút ngượng ngùng khi cầm thứ đó trên tay. Dương đại ca, ta nhìn nhầm huynh rồi. Không ngờ huynh là loại người như vậy. Đừng nghĩ lung tung, ta tùy tay lấy thôi. Mau thử, cái này xem được không? Ra đây. Chú rơi nhỏ đã xuất hiện. Nó đánh hơi ngửi mùi trên chiếc áo của nhược tích. Đi theo. Cảnh chuyển tới một nơi nào đó cách phong lâm thành 200 dặm. Gia tộc bên đó có chỉ lệnh gì? Ngũ trưởng lão truyền tin đến, bảo chúng ta trừ khử một tiểu nha đầu, là người trước đó đưa đến một tháng trước. Tiểu nha đầu. Gia tộc sao lại truyền loại chỉ lệnh này đến đây? Nha đầu đó có điểm nào kỳ lạ? Không rõ, ngũ trưởng lão không hề nói rõ đã là lệnh của ngũ trưởng lão vậy ngươi nhanh chóng đi xử lý đi ở đây để ta trông coi là được ok rơi nhỏ đáp xuống gần đó thì thầm điều gì đó với tiểu thất dương đại ca tiểu bức nói khí tức của nhược tích muội muội biến mất ở trong sơn động kia không gian pháp trận bên trong đó có không gian pháp trận đúng hơn nữa hình như vừa bị người ta sử dụng xem ra ta không tìm nhầm nơi rồi chúng ta xông vào trong sao đương nhiên rồi. Không ổn, nhược tích gặp nguy hiểm. Dương đại ca, có phát hiện gì sao? Chúng ta vừa thăm dò được tin tức từ Khương Gia, bên này lại có người dùng trận pháp không gian. Cực kỳ có khả năng là cấp cao trong Khương Gia đã truyền tin sang bên này, nói không chừng còn sẽ giết Trương Nhược Tích diệt khẩu. Đi, hy vọng vẫn kịp. Ai đang đến gần? Đạo Nguyên Cảnh. Mê dùng một kích đánh bay tên đó. Ồ, trận pháp này, không phải người của khương gia bày bố cũng không phải là gần đây mới bày bố hình như là đã từ lâu rồi lẽ nào ở đây có che giấu bí mật gì đợi lát nữa nghiên cứu đi các ngươi là ai lại dám xông vào bí địa của khương gia bên dùng pháp tắc khống chế bọn họ lại ngưng hai tên đó không cử động được ngã lăn ra sức mạnh pháp tắc cường giả đạo nguyên cảnh hai vị là ai tại sao lại xông vào bí địa khương gia ra tay với chúng ta ta là ai ngươi không cần biết, ta đến đây để tìm một người, người thành thực phối hợp, có lẽ ta có thể tha mạng cho ngươi. Tìm người, không biết các hạ muốn tìm người thế nào. Ở đây có tiểu nha đầu nào tên là Trương Nhược Tích không? Chúng ta chỉ phụng mệnh trong trường lối ra vào, không hề biết tên những người này. Dương Đại Ca, không cần hỏi nữa, rơi nhỏ đã ngửi được khí tức của Nhược Tích muội muội rồi, quả nhiên cô ấy ở đây. Ở đây giao cho ngươi, rơi nhỏ cho ta mượn dùng. Dương Đại Ca cẩn thận chút, ở đây có hơi cổ quái